Kính chào anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng của Lavastar. Trước mắt anh em là một con MLB Any Baseball Jacket, một áo khoác phong cách bóng chày, varsity jacket rất là đẹp, cao cấp của chính hãng của MLB Any, một brand rất là nổi tiếng. Trong 4 năm qua thì Lavastar hân hạnh đã phân phối áo khoác này chính hãng ở khắp Việt Nam, và anh em đã ủng hộ lên con số tới mười mấy ngàn áo rồi anh em. Là anh em cứ tin tưởng Lavastar, khi mà anh em biết đến cái dòng áo này á thì hãy biết bên mình là phân phối chính hãng, bên mình luôn luôn nhập chính hãng về. Và những con này á, cái giá gốc của nó thì chắc chắn rồi, anh em biết rồi, là trên 1 triệu ha, thì mình nhập về chính hãng, chứ còn mà cái hàng mấy trăm ngàn là hàng nhái nha anh em. Những con này là rất là cao cấp luôn, chứ không phải là hàng nhái. Mình cam kết chính hãng 100% khi mình bán ra. Mình đã quay video clip, mình đăng lên như vậy thì anh em hãy biết là mình rất là uy tín với khách hàng của mình. Lâu nay, khách quen, cũng như là những anh em xem được video clip thông qua kênh YouTube, Facebook hay là Instagram, fanpage của bên mình á, thì nếu mà thích mua thì mua nhanh nha anh em. Tại vì Tết rồi, còn nếu mà qua Tết thì mình sẽ nhận order lại. Còn những bây giờ thì mình có sẵn con nào thì anh em hãy chốt thật là nhanh. Hãy tin tưởng, tại vì ai mà trung thực á, thì người ta mới dám quay clip nha. Nhiều anh em còn trẻ tuổi quá, hay là những anh em mà hay mua hàng Shopee, những cái hàng giá rẻ, Tiki, Lazada này kia, mà anh em hay mua những cái áo rẻ rẻ 100-200 ngàn á, thì chắc chắn rồi khi báo anh em 1 triệu mấy á thì anh em sẽ ngỡ ngàng. Nhưng anh em hiểu không, cái hàng chính hãng cao cấp á thì nó khác với cái hàng của những cái nơi mà bán hàng nhái ha. Tất nhiên Shopee nó cũng sẽ có những cái nơi bán hàng chính hãng, nhưng mà quần áo thì rất là hiếm anh em. Toàn là những cái bay Facebook ở ngoài, hay là những cái nơi mà thương hiệu lớn thì người ta mới bán chính hãng thôi. Cho nên là anh em hãy cân nhắc, nếu có tiền thì nên chơi những cái áo chính hãng như thế này nha anh em. Trước mắt anh em là một con baseball clan jacket với cái nền chủ đạo của thân áo là màu đỏ. Đỏ này là đỏ tông, đỏ bọc đô, đỏ rượu vang, nhưng mà hơi thiên về màu đà anh em, hơi kiểu nâu nâu xíu á. Chính nó không phải chỉ là đỏ không, mà nó hạ hơi ngã về nâu rồi. Nếu mà anh em đi ngồi sáng á, thì có thể thấy nó hơi đỏ rượu vang, mà khi vào tối thì anh em sẽ thấy nó hơi là nâu nha, nâu rõ luôn. Ok, thì con này dễ mặc, rất là nam tính luôn, hoặc là nữ tính cũng được, và nữ giới mặc cũng được, ok ha. Và nó có cái nón nha, cái nón á, thì nó có cái chấu đây nè, để anh em kết nó vô đây, nó kết có cái nút nè, thì anh em thích không thích á, thì tháo ra, và thích á, thì kết vô bình thường ha. Để tí nữa mình kết cho coi, để mình quay tổng quan. Thì bên mình là cái logo của mình nè. Anh em có thể thấy mình chạy quảng cáo, hay là cái bay mình rất là lâu rồi. Cái bay mình lập 2015-2016 tới giờ là tính là 7 năm rồi anh em. Mình bán cái áo này thì mình bán lâu năm hơn đó nữa ha. Còn order hàng thì mình order mười mấy năm rồi. Anh em hãy yên tâm khi mà mua bên mình. Còn cái chuyện size thì mình sẽ lấy cái size mà chuẩn nhất, sơ xích với anh em, mà chuẩn chính xác nhất so với chiều cao cân nặng của anh em, để mà hài lòng anh em ha. Anh em cứ yên tâm chốt hàng với Lavastar cuối năm rồi. Thì cũng kính chúc anh em sức khỏe, nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi. Rồi, đây là MLB Any nè anh em. Đây là chính hãng nè. Tem tag đầy đủ nè. Đó. Full tất cả mọi thứ nha. Chứ không phải hàng phát đâu. Anh em cứ yên tâm đi. Đó, chữ baseball anh em có thể thấy nè. Thêu nè. Thêu rất là công phu và không có một cái lỗi gì luôn. Đó, chỉ có cái điều này chỉ có xảy ra trên cái hàng chính hãng thôi. Đó, cái tay nó rất là đẹp luôn, cực kỳ nè. Bao thun dây nè, bao thun dưới cũng dây nè. Đó, nè. Và cái cúc áo của nó đó là nó có cái chữ dập chìm ở trên cái cúc. Anh em thấy chưa? Đó, chỉ có cái hàng chính hãng mới có thôi. Và trong này cái chữ baseball. Ha. Đó. Baseball là bóng chày nha anh em, phong cách bóng chày. Logo bên mình nè, Lavastar này, anh em có thể thấy rõ, rất là rõ luôn. Mình bán quá lâu và nên khắp Việt Nam thì hầu như ai mà đã mua áo khoác á, đã search cái từ khóa áo khoác thì cũng đều biết cái shop mình rất là lâu năm rồi, và cực kỳ uy tín, mà không bao giờ làm phật lòng của một khách hàng nào ha. Ok anh em, đây là cái nón của nó rất là dày dặn, và cái nón nó khi mà để vô mình để tượng trưng ha, để cho anh em thấy thôi. Đó, khi mà anh em kết cái nút vô á thì nó sẽ như thế này. Em tới ấy giùm mình. Mở cái nút đầu ra mà cài vô. Vợ mở cái nút đầu tiên của nó nè, đó, cái nút đây nè, cái nút trắng á. Đó, bây giờ là mình sẽ kết cái nút áo vô, cái nón vô cho anh em coi.
cái tổng quan cái nón cho anh em coi ha. Và nó có thể tháo rời được, lắp vô được ha. Cái này là cực kỳ là tiện lợi luôn. Anh em là ví dụ đi mùa đông hay đi chơi du lịch mà chỗ nào lạnh quá, hay là đi anh em hay đi học buổi sáng á, hay là đi chơi ban đêm á anh em, thì có cái nón thì anh em trùm lên đầu nó đỡ hơn. Mình trùm lên đầu mình đỡ nó bảo hiểm, mình đi xe thì, hoặc là mình đi dạo á, đi Đà Lạt rồi đó, hay là mình ở Sapa, mình ở Cao Bằng, ở những nói chung là ở mấy cái tỉnh miền Bắc thì rất là lạnh luôn, hoặc là ở miền Nam Trung Bộ, hay là một miền ở trên ấy thì cao nguyên á, thì là Lâm Đồng, Đắk Lắk với lại Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum á, rất là lạnh anh em, thì có cái nón nó cũng đỡ hơn cho anh em. Và mình bán là rất là nhiều anh em ở cao nguyên á, vùng cao ủng hộ mình rất là nhiều. Còn các bạn ở phía Bắc như Mộc Châu rồi Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi mua cho mình nhiều lắm anh em. Tại vì Lavastore hồi xưa mình chạy quảng cáo là khắp toàn quốc luôn. Nên là cái khách hàng tới tận bây giờ là anh em thấy những cái nơi mà giá rét địa đầu tổ quốc người ta vẫn ủng hộ cho bên mình ha. Cái Bayer Clan này nó rất là mẫu thiết kế rất là dễ mặc, nam tính ha, cái nón để vô cực kỳ đẹp luôn. Anh em biết không, những cái kiểu này là những người châu Âu với Mỹ là người ta thích mặc ghê lắm. Kiểu như là nó đơn giản, nó basic thì nó sẽ bắt mắt và được ưa chuộng nhiều hơn là những cái mẫu mà rườm rà, nó hơi hip hop á, thì những cái anh em mà cá tính mạnh á, thì người ta mới thích. Còn hầu như cái người thường mình á, kể cả những người hơi coi như là biết mặc đồ xíu ở trong xã hội á, thì chắc chắn rồi người ta sẽ tìm đến những cái mẫu áo bóng chày, varsity baseball jacket, hay là cái kiểu áo khoác bóng rổ. Bởi vì sao anh em biết không, nó thể thao, dễ mặc và nó rất là thời trang luôn, và sẽ không bao giờ lỗi mốt. Anh em hiểu không, những cái áo này là anh em mặc hoài luôn, nó sẽ không bao giờ lỗi mốt. Ok, mình nói cũng hơi dài và mình sẽ xin review cái mặt lưng xong rồi kết thúc video ở đây, để cho anh em biết mặt lưng thì nó không có gì hết, cho nên mình nói sẽ rất là nhanh. Lavastore thì hân hạnh đồng hành cùng anh em thì đã rất là lâu năm, thì mình cái gì cũng vậy, nhất nghệ tinh nhất hơn vinh anh em. Một nghề mình làm giỏi thì chắc chắn rồi nó sẽ hơn mình làm cả chục nghề ha. Cho nên là mình tập trung bán áo khoác để cho anh em có những cái áo mà đẹp nhất trong phân khúc anh em bỏ tiền ra sao thì nhận lại như vậy. Mình khẳng định luôn cái video, những cái video cuối cùng cuối năm như thế này á, thì mình xin quay lại tất cả, mình nói tâm sự xíu đó. Thì anh em khách hàng của Lavastore thì quá nhiều, và nhất là khách quen thì thôi mình đếm không hết. Có thể là những anh em đã mua rất nhiều lần mình rồi mà vô PM mình sẽ không thể nhớ được, trừ khi mình search tên anh em trong cái đơn á thì mình mới nhớ. Thì anh em hãy thông cảm, bởi vì cái lượng khách mua cho mình hàng ngày PM này nọ, mình chốt đơn mình nhiều quá và lâu năm quá rồi, cho nên những anh em nào 4-5 năm quay lại thì khó mà nhớ được. Thì anh em cũng thông cảm cho mình. Mình chat rồi, anh em nào thích add Facebook riêng của mình là Facebook riêng của mình là Huỳnh Ngọc Bằng Phi nha. Đó, anh em có thể thấy cái tên đó là search ra là có mình liền. Ok anh em, thì xin kính chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau. Nếu ai muốn mua xin liên hệ fanpage, mình để link dưới Instagram và YouTube, cứ comment lên mình sẽ ấy. Còn số điện thoại là mình để ngay phần tiêu đề luôn. Mình là phi chủ shop với số điện thoại là hạt Zalo 0783490288. Xin kính chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại nha.